Thưa quý vị, sau 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của ngân hàng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Một trong những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 trên CT/TW đó là cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội như bổ sung nguồn vốn ủy thác, bổ sung chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tham gia ban đại diện hội đồng quản trị cấp huyện. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi bố trí một điểm giao dịch thực hiện các nghiệp vụ vào một ngày cố định trong tháng. Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã được địa phương giao đất hoặc cho thuê đất, không thu tiền thuê đất để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung nguồn lực tại chỗ của địa phương, nguồn vốn của ngân sách địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho dây. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội là 335 tỷ 550 triệu đồng, tăng 243 tỷ 290 triệu đồng so với năm 2014. Trong đó, ngân sách tỉnh trên 215 tỷ đồng, ngân sách huyện đạt 120 tỷ 535 triệu đồng. Một số đơn vị có nguồn vốn ngân sách ủy thác địa phương cao như thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên và các huyện Chợ Mới, Phú Tân. 10 năm qua đó thì có thể nói là do cái đặc điểm tình hình cũng như cái nhu cầu sử dụng vốn và có quá trình phát triển cái tăng trưởng nguồn vốn thì thành phố Châu Đốc cũng đã chuyển nguồn từ thấp đến cao. Trước đây thì những năm đầu thì chuyển từ 1-2 tỷ, đến nay thì trung bình những năm gần đây thì khoảng 4-5 tỷ. Và đến thời điểm hiện tại đây thì chúng tôi cũng đã chuyển nguồn trên 26 tỷ, đã giải quyết cho hàng năm và trên 700 cái số hộ viên và người dân có cái nhu cầu vay vốn từ cái hệ thống ngân hàng chính sách. Qua đó thì cũng đã giúp cho các hộ chủ động trong cái phương án làm ăn, mua bán, dịch vụ nhỏ để đảm bảo cái cuộc sống nó ổn định và vươn lên. Nhìn chung thì người dân, các cái đối tượng, bà con cũng rất là phấn khởi trong cái sử dụng cái nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích. Đến nay, tỉnh đã triển khai 20 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, tăng 7 chương trình so với trước khi có chỉ thị số 40. Doanh số cho vay trong 10 năm đạt 12.511 tỷ đồng với 709.422 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 7.296 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 5.281 tỷ đồng với 150.710 khách hàng còn dư nợ, tăng 3.122 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Tỷ lệ tăng 144,5%. Vốn tín dụng chính sách thời gian qua đã giúp cho 715.504 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, qua đó góp phần giúp hơn 167.000 hộ thoát nghèo, giúp trang trải chi phí học tập cho 79.318 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm cho 83.637 lao động, 4.226 đối tượng được vay trang trải chi phí lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 253.876 hộ có điều kiện để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn. 43.973 hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở, nhân dân. Đặc biệt, các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 3,65% năm 2014 xuống còn 2,27% năm 2024 và hộ cận nghèo xuống còn 3,6% theo tiêu chí đa chiều. Nhà nước cho vay 10 triệu để tôi mua bò được 2 con, rồi sau đó tôi nuôi được 3 năm, dạng như nó sinh sản được 2 con, tôi bán. Cái bên cạnh đó là tôi còn mở tiệm tạp hóa nhỏ, chồng tôi dạng như mướn đất làm ruộng. Cuộc sống tôi sau 7 năm thì nó thấy khá hơn. Số tiền 100 triệu tôi vay từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội thì nó có cái lợi ích thiết thực là tôi đổi máy cũ đổi lại máy mới thì mai nó sẽ nhanh lẹ hơn,
rồi tôi nhập thêm nguyên liệu, thì từ cái nguyên liệu đó tôi làm mở rộng ra thêm, rồi có được nhiều khách hàng hơn, rồi là cũng giải quyết được việc làm cho lao động. Trong đó gia đình thì có 3 người, còn ở ngoài thì tầm 7 người, là trước sau là cũng tầm 10 người. Thu nhập bình quân thì người mà mới biết may thì vài chục, từ còn may gành từ 100 tới 200. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang tiếp tục chủ động tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện tốt chỉ thị số 40 CT trên TWV và kết luận số 06 KL trên TWV của Ban Bí thư. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.